Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một sản phẩm mới của chúng tôi. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình thì đã đoán được tôi đang định nói về sản phẩm nào rồi. Đây chính là cái sản phẩm yến xào cao cấp. Yến xào hay còn gọi là tổ yến. Đây, trên tay tôi đang cầm, xin giới thiệu các bạn đây. Trên tay tôi đang cầm một cái tổ yến. Đây chính là cái hình ảnh của cái tổ yến. Xin nói các bạn, đây chính là cái tổ yến mà gọi là gọi yến còn nguyên lông đây. Các bạn chờ tôi một chút thì tôi sẽ mở cái này ra và các bạn sẽ xem cùng với tôi về cái yến xào nguyên lông mình nhá. Đây xin giới thiệu các bạn đây. Đây tổ yến xào nguyên lông đây. Đây tôi sẽ cầm lên trên tay cho các bạn xem. Đây. Đây chính là cái tổ yến mà được gỡ ngay từ trên nhà yến xuống. Hay còn gọi là tổ yến lấy trực tiếp và chỉ qua không qua sơ chế gì hết, sẽ được làm khô. Đấy, coi như là được sấy và phơi khô. Đấy, hình dạng này các bạn sẽ ý này. Đây là nguyên cái chân yến này, đây là cái vị trí yến làm tổ bám vào cái thành này. Đấy, và đây vẫn còn nguyên cả cái lông con yến này. Đấy. Tôi giới thiệu cái loại này đầu tiên là vì cái tổ yến này tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái tổ yến của nguyên chất 100%, chưa qua sơ chế gì cả, chưa qua xử lý gì hết, chỉ được phơi khô và được bảo quản nha các bạn. Đây là tổ yến nguyên lông được phơi khô. Cái này thì khi sử dụng thì các bạn sẽ mất công là phải ngâm vào trong nước, sau đó là dùng nhíp và phải nhặt hết toàn bộ cái lông này ra. Nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ được một tổ yến nguyên chất. Xin giới thiệu các bạn là sản phẩm tiếp theo, đó là cái yến vụn. Đây. Bên trong hộp này đang là cái yến vụn, tôi sẽ bóc ra cho các bạn xem. Đây, tôi vừa bóc được dính nha, xung quanh nhà, mở cái hộp ra cho các bạn xem. Đây, cái hộp yến xào tôi đã mở nắp ra rồi, đây các bạn xem, đây là cái loại yến vụn nhé. Cái yến vụn này chính là cái yến mà sau khi mà người ta sơ chế cái loại yến nguyên bản này, đấy, thì được một số cái sợi dài thì người ta làm vào cái loại yến tinh chế này đây. Còn lại là người ta còn lại là yến vụn này. Yến vụn này thì có tiện lợi một cái là nó vụn rồi, cho nên là dùng cho trẻ con trẻ nhỏ ăn rất là tốt. Đấy. Khi các bạn dùng cho trẻ nhỏ ăn thì gần như các bạn không phải nghiền nữa mà chỉ việc cho vào nồi hấp hấp chín, cho vào nồi hấp và hấp chín ra. Sau đó thì có thể pha vào sữa cho cháu bé ăn hoặc có thể cho cháu ăn trực tiếp. Về cái cách ăn cho trẻ con hoặc cách ăn cho người lớn ấy, thì tôi sẽ
có nói ở những cái video sau. Video này tôi chỉ giới thiệu các cái loại yến mà hiện nay chúng tôi đang bán trên thị trường. Một loại nữa là yến tinh chế. Đây các bạn này, nhìn cái yến tinh chế. Đây các bạn này. Đây, cái loại này đang được chúng tôi bọc bằng giấy bóng cho từng viên một. Đây tôi xin mở ra cho các bạn xem. Đây. Đấy. Đây các bạn. Yến tinh chế này thì do là cái đã tinh chế, có nghĩa là sau khi từ cái tổ yến nguyên bản này này, người ta cho vào nước ngâm rồi rửa rồi gấp hết toàn bộ lông yến ra và người ta sắp xếp lại. Đấy thì được cái tổ yến này. Thì cái tổ yến này là cái tổ yến đã được tinh chế toàn bộ lông. Những yến vụn thì đã thành cái yến vụn bán riêng ra đây. Còn đây là cái yến tinh chế. Hiện nay thì chúng tôi đang có bán 3 loại yến. Nó là yến nguyên bản này, yến vụn này và yến đã tinh chế. Các bạn có nhu cầu sử dụng 3 loại yến này thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 đang ở trên màn hình của các bạn đấy. Đấy. Xin giới thiệu thêm với các bạn là ngoài 3 loại yến này ra thì còn 2 loại yến nữa mà cơ sở chúng tôi sẽ chuẩn bị có cái nguồn hàng này. Đó là một là yến nguyên bản này rút lông. Đấy, nguyên bản rút lông có nghĩa là để nguyên cả tổ yến này với công nghệ cao, người ta rút toàn bộ cái lông của yến này ra rất là sạch sẽ. Hai nữa là loại chân yến, tức là sau khi sơ chế cái tổ yến này ra thì còn lại cái chân yến này cũng được sơ chế và rút sạch sẽ lông, được bán riêng. Hai cái loại này thì nó là sản phẩm cao cấp cho nên giá thành thì đắt hơn các loại mà tôi đang có trên màn hình này. Các bạn muốn mua tổ yến thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 này nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video về giới thiệu về sản phẩm tổ yến của chúng tôi. Xin cảm ơn các bác. Mời các bác xem video tiếp theo về tổ yến, đó là tác dụng của tổ yến. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.